Đây là nồi súp của mình nấu từ hôm qua rồi các bạn. Mình hầm xương gà, rồi đập mấy cây sả, dập dập nó ra, bỏ vô nấu khoảng 45 phút. Vớt xương gà ra, rồi nêm với mắm xay á, mắm cá sặc hay mắm cá lóc gì đó các bạn nêm. Nêm với mắm mắm xay, rồi gia vị, muối, bột nêm. Rồi sau đó lấy củ ngải bún á, lấy một bịch củ ngải bún bỏ vô, nấu khoảng 10 phút, vớt nó ra. Cái này là còn vớt lại phần hôm qua là mình chưa vớt hết á. Nếu thích ăn nấm á, thì xắt nấm ra bỏ vô. Vậy thôi là xong nồi nước lèo. Nấu nhanh lắm các bạn. Mình nấu bằng xương gà nó lẹ lắm. Có ai thích ăn xương heo thì nấu xương heo. À, heo quay đang quay nè các bạn ơi. Sắp sửa chín rồi. Đây nè, heo quay mới vừa ra lò là còn kêu xèo xèo luôn các bạn ơi. Ngon chưa? Ngon chưa đó, thấy cái da ngon các bạn. Đây, heo quay mới cắt xong đây nè, thấy ngon không các bạn? Hấp dẫn không nè? À, được một dĩa. Vừa nóng hổi luôn. Da thiệt là giòn. Ngon thiệt là ngon luôn đó, các bạn coi thấy ngon không? Không có khô nha, thịt thiệt là ngon. Giòn gụm. À, thấy ngon chưa? Mình đang thử cho các bạn coi nha. Ngon không? Nghe giòn không? Giòn mà xốp. Ngon quá. Em mình đi biển câu cá này nè. Cá này gọi là cá striped bass. Mình sắt ra xong rồi ướp tỏi với muối với bột nêm. Rồi một lát bỏ vô nồi súp mình nấu rồi mình ăn thôi. Tôm này là mình mua trong bịch đông đá cho nên mình phải bỏ vô nước cho nó tan trước khi ăn. Còn mực này hôm qua mình mua nguyên con nè, con là mực nó bự lắm. Mình mua nguyên con về mình làm, về mình luộc. Đang luộc bún nè. Đây là rau để ăn bún nè. Có giá, hẹ, rau húng lủi, bắp chuối sắc với lại bắp cải. Ok, trước khi ăn là bỏ mực nè, tôm nè, cá vô trong cái nồi cho nó nóng. Các bạn có biết được không? Cái biết cái đằng sau nhà không? Cái hàng ba đằng sau nhà, cái hàng này đằng sau nhà. Ngon chưa? Giống như các cái giờ đổ nước súp vô. Cái xuống để trên cửa hàng á, để trong đây. Cái ramp á. Cho mấy chó nó lên xuống được không? Tại ngọn Oliver nó không. Cái cửa hàng nó xuống nó chọt nó té. Cái ramp nó từ trên xuống dưới là xong cái mình để mấy cái nhám á, mình chạy mấy cái nhám á, mình bắn xuống để cho nó lên xuống mình cho. Ngon chưa? Người này là người câu cá đó các bạn ơi. Con cá nó bự dần dần luôn vậy đó. Ăn con là cho ăn hả? Ăn chung hả? Ừ, cắn cái vỏ, cắn cái da trước để thôi nó mềm. Rồi bỏ thịt vô. Này làm nhẹ hả? Ừ. Ngon gì? Tự làm luôn. Cái đó là gọi là gì trời? Step outside. Because you love art, not because you want to make money or whatever, just create it because you love it.
Wow, thơm quá hả? Đây mì. Đây là cái tô của mình đây nè. Ngon chưa? À. Mình bỏ rau vô. Thích ăn rau. Cho miếng giá với hẹ vô. Cho miếng rau thơm vô. Đó. Ngon chưa? Mình không ăn ớt. Ớt, ăn ớt cay quá. Không ăn mực hả? Cay quá hả? Ngon không? Thơm thiệt là thơm luôn. Đó. Cá hay cá nó càng ngon, càng ngon. Ngon quá. Không quay. À, quá đã. Sounds like $10. Mm-hmm.